Chào các bạn, chào các bạn đang đến với trận bán kết thứ nhất của giải bóng chuyền Nam Hội Cầu Lỏng tỉnh Bến Tre năm 2024. Thì ở trận bán kết thứ nhất này là giữa hai đội Mỏ Cày Nam và Vùng Trôm. Đội Mỏ Cày Nam đang phục màu xanh ở phía gần màn hình của chúng ta, và đội Vùng Trôm cũng đang phục màu xanh nhưng mà xanh đậm hơn ở phía xa màn hình của chúng ta. Tỷ số hiện tại đang là 9-6. Mình qua hơi muộn nên quay không kịp cái phút những điểm số đầu, nên các bạn thông cảm nha. Các bạn xem video trên kênh mình là hoàn toàn là miễn phí ha. Nhớ các bạn nhớ cho mình một like cũng như là một bình luận góp ý bên dưới để làm động lực mình quay những video tiếp theo nha. Các bạn nào mà có thi đấu mà xem video này thì cũng để lại tên của mình ha. Vừa rồi một pha bỏ bóng tốt của đội Vùng Trôm. Tỷ số đang hiện tại là 7-9 cho Vùng Trôm. Và ở trận bán kết 2 thì mời các bạn sẽ xem trận thi đấu giữa Mỏ Cày Bắc và Ba Tri. Ở tham dự lần này có tổng cộng là 9 đội đội lưới. Mười bảy cho mỗi anh em. Các đội được đánh giá mạnh nhất ở trong giải này như là Ba Tri, Mỏ Cày Nam được đánh giá rất là mạnh. Dự đoán là hai đội này sẽ trò chung kết. Đập bóng rất tốt nhưng rất tiếc bóng đi ra ngoài. Mười một bảy cho Mỏ Cày Nam. Đập bóng rất tốt, số 29 của Mỏ Cày Nam đập bóng rất tốt. Phía đội Vùng Trôm có sự tạm dừng hội ý lần thứ nhất ở trong trận đấu này. Bóng không qua lưới. 12 13 7 cho Mỏ Cày Nam. Bắt bước 1 không tốt của libero của bên Châu Thành, xin lỗi, về Vùng Trôm. Chuyền hai không tốt ở bên phía đội Vùng Trôm. Đập bóng tốt. Ổn bật tay trắng đi ra ngoài. 15-7. Một khoảng cách khá xa. Số 3 bên phía đội một anh em dừng chuỗi lên điểm của mình, lên liên tục 4 điểm. Pha bắt bước 1 không tốt của đội một anh em, tuy nhiên ở trong pha chuyền 2 khá chỉnh chu để đưa một quả đập bóng tốt. 16-8. Đập bóng tốt. Tuy nhiên bóng đi ra ngoài. 17-8.
Pha đập bóng tốt, bóng chạm tay trắng đi ra ngoài. 9-17. Bóng không qua lưới. Trọng tài xác định trong pha bóng vừa rồi là bóng chưa qua lưới. 10-17 cho dòng trâu. Bóng đi ra ngoài. 18-10. Liên tục là hai pha giao bóng hỏng của cả hai đội. 18-11. Xin lỗi, 11-18. Đập bóng tốt. Mười chín, mười một. Pha chuyền hai không tốt từ vị trí số 3 của mình mọi anh em. Bóng dội tay trắng. Đập bóng đi ra ngoài. Trong pha bóng vừa rồi, một cái ý đồ đập bóng ăn tay bên phía đội dùng trơm. Tuy nhiên là bóng quá cao so với tay trắng. 20-11 cho Morgan em. Trong bóng vừa rồi, số 3 bên phía đội Morgan em cũng dự định là đập bóng ăn tay thì pha chuyền hay quá xấu. 12-20. Pha đập bóng tốt. Bóng dội tay trắng và rơi về phần sân phía đội dùng cơm. 21-12. Pha giao bóng tốt. Vị trí hàng ngang số 4 của bên đội mỗi anh em. Tiếp tục là pha đập bóng tốt. 22-12. Một khoảng cách khá là an toàn. Phải nói là rất an toàn cho mỗi cây nam ở trong set đấu này. Bóng chạm tay trắng đi ra ngoài. 23-12. Bóng không qua lưới. 24-12. Đội Mỗi Cây Nam có rất là nhiều set ball ở trong set đấu thứ nhất này. Có sự thay đổi người. Phía dùng trơm có sự thay đổi người. Số 1 ra sân. Và số 9, xin lỗi, số 8 vào sân. Ngay khi vào sân thì số 8 đã có một pha bắt bước 1 liền. Pha đập bóng đi ra ngoài. Tuy nhiên trọng tài chính xác định là bóng đã chạm tay bên phía đội dùng trơm trước khi bóng đi ra ngoài. Kết thúc set thi đấu thứ nhất, đội Morgan Nam giành chiến thắng
trong set thi đấu này với tỷ số là 25-12. Mời các bạn nghỉ trong giây lát và xem set thi đấu thứ hai của Võ Cây Nam và Dòng Trơn.